Đức Chúa Giêsu lại dùng ẩn dụ phán với họ: Vương quốc thiên đàng giống như một vị vua kia tổ chức tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không đến. Vua lại sai những đầy tớ khác và dặn rằng: Hãy nói với những người được mời rằng, kìa, thức ăn đã chuẩn bị xong, bò và các thú béo đã làm thịt rồi, mọi thứ đã sẵn sàng, hãy đến dự tiệc cưới. Nhưng họ chẳng quan tâm gì đến lời mời, cứ bỏ đi, người đi ra ruộng, kẻ đi buôn bán. Còn những người khác thì bắt các đầy tớ của vua đối xử thậm tệ rồi giết đi. Vua nổi giận, sai binh lính tiêu diệt những kẻ giết người đó và đốt thành của họ. Sau đó vua nói với các đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những người được mời chẳng ai xứng đáng dự. Vì vậy hãy đi ra các đường chính, hãy gặp bất cứ ai, hãy mời đến dự tiệc cưới. Các đầy tớ đi khắp các ngã đường, tập hợp tất cả những người nào họ gặp, không phân biệt xấu tốt. Vì vậy phòng tiệc đầy khách mời. Nhưng khi vua vào xem khách dự tiệc, thấy một người không mặc trang phục tiệc cưới, thì nói với người ấy rằng: Này bạn, làm cách nào bạn không mặc trang phục tiệc cưới mà lại vào đây được? Người ấy rằng thinh. Vua truyền cho các đầy tớ: Hãy trói tay chân nó lại và ném ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.